khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7 tại Chicago năm nay đã được tổ chức thật trang trọng và chu đáo. Con xin được một tràng pháo tay thật lớn để giới thiệu tất cả chư vị học viên, Phật tử khắp nơi đến tham dự đông đảo trong ngày khai giảng khóa tu học Phật Pháp này. Và giờ ngày nay, chúng con kính cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trưởng ban tổ chức của khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 7, hoan hỷ lên máy ghi âm để đọc diễn văn khai giảng. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Ni sư. Lời đầu tiên, ban tổ chức chúng con khóa tu học Bắc Mỹ lần thứ 7 xin được cúi đầu đảnh lễ cung đón chư tôn thiền đức và kính gửi lời chào trân trọng và quý kính đến tất cả hội chúng đang có mặt hôm nay. Khi bắt đầu việc chuẩn bị cho khóa tu học lần này, những khó khăn của lần trước lại ùa về, từ nhân sự, địa điểm, tài chính, vân vân và vân vân. Ngã sư ba người đi trong ách đó là thầy của mình. Tại sao? Trạch kỳ thị giả như tùng chi, trạch kỳ ác giả như cải chi. Mình thấy người hiền thiện á thì mình học theo họ, còn thấy người ác là làm xấu ác, mình nhìn lại mình thì mình sửa đổi cái ác cái xấu của mình, đừng chấp học. Thì ai cũng là thầy của mình, dù là thiện hay là chánh kinh thì nói là một thời Đức Thế Tôn trong lúc du hành trong xứ Kosala với đại chúng tỳ kheo đi vào một thành phố của những người Kamala ở xứ Kesavita, rời khỏi quê hương của chúng ta đến vùng đất tự do sinh sống và hành hòa. Thì tha hồi cuộc đời này vô thường, everything is impermanent, which means that an awful lot was lost. And so the first people that really came here, the Americans, started to be exposed to Buddhism. Go to school and play, do your homework, and make sure that you can do your tests, make sure that you have time to play your games. Mình rất là hân hoan được tất cả những chư tăng ni từ các tiểu bang đã đến đây, đã truyền trao những lời pháp nhũ rất là hay. Năm nay được tổ chức ở Skokie, Illinois, rất là đông đảo quan khách, tôi thấy rất là vui và hy vọng lần tới sẽ được nhiều quan khách hơn. Tại vì cái năng lượng của Phật rất là năng lượng rất là lớn. Tự nhiên mình đi vô mình hiểu được. Giống như là cái ý tưởng của người là tha hóa tự tại đó, tức là lấy những cái niềm vui của người khác gọi là cái năng lượng. Chúng con có được dịp để nghe lại Phật Pháp và để hành trì Phật Pháp, và con mong rằng những khóa tu như vậy sẽ tiếp tục, và Phật tử chúng ta hãy nên hoan hỷ, dù bất cứ ở trong tình trạng nào mình cũng nên có một lần để tham dự khóa tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đặc biệt năm nay rất là vui bởi vì làm quen được một vị giáo họa sư người Mỹ, tức là Hòa Thượng Thích Ân Giang, đệ tử của ôn Hòa Thượng Thích Lạc Thiến Ân, tức là được coi lên người mà đầu tiên mà đem Phật giáo Việt Nam đến Hoa Kỳ này.
và ngài bây giờ đã có một cái trung tâm thiền ở bên gần Cali mà hướng về ở Las Vegas, và cũng từ đó mình học được hỏi được rất là nhiều. Mặc dù mình qua đây, những người tới đây là hơi tương đối trễ, chỉ mười mấy năm thôi, khi mà Hòa Thượng Thiện Ân ngài đã viên tịch năm 1980, thì qua những người đệ tử người Mỹ như vậy, mình hiểu được một phần nào cái hành trạng, cái công đức, công lao của những người đầu tiên mà xây dựng nền móng của Phật giáo Việt Nam, đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Khóa tụ quốc Mỹ lần thứ 7 này có thể đưa qua những tiểu bang kế tiếp, như tiểu bang năm 2018 sẽ đến tiểu bang Hawaii, nơi mà người Việt Á Châu rất là ngưỡng mộ. Khi mà quý thầy, quý ôn của một cái giáo hội lớn của hai đất nước hợp sức lại với nhau để tổ chức, thì cái chương trình giảng dạy cũng như nội dung mà giảng dạy như vậy nó rất là thiết thực và phù hợp với cái tinh thần của người Phật tử ở tại hai cái đất nước quốc gia này. Sau 3 ngày tu tập, những ngọn nến thắp sáng của mỗi người con Phật như nhắn gửi tặng đến mọi người lời cầu an tâm tịnh độ, mãi mãi giữ niềm an lạc nơi quê hương thứ hai của mình, mong hạnh ngộ lại khóa tu năm sau.